Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lập, Editor Minh Châu và Tô Quản Quại. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, các viewer hãy ghé lại và xem qua Season 1 và Movie Made in Abyss Dawn of the Deep Soul. Còn bây giờ là Season 2 phần 1 của Made in Abyss. Sau khi có thêm người bạn đồng hành Nanachi, tổ đội bắt đầu đi xuống tầng 5. Ở đây họ đã đụng độ đấng bình minh và giành chiến thắng chung cuộc. Đồng thời có thêm hai người bạn đồng hành mới, Brushka, cô con gái nuôi của đấng bình minh, nhưng giờ đã hóa vào hòn đá được Rico mang theo, và Meinja, cựu pet của Brushka. Sau khi băng qua biển xác ở tầng 5, nhóm Rico đã đặt chân đến tầng 6, nơi còn được biết đến với cái tên thủ đô không lối thoát. Nơi đây chứa nhiều tàn tích bí ẩn, thậm chí có tin đồn đây là một thành phố vàng. Nghe thì có vẻ cuốn, nhưng trước khi đi làm Colombo, nhóm Rico phải đi tìm chỗ ăn trước cái đã. Sau một hồi mây mò các kiểu, cả đám đã tìm được một ổ Mizuzaku. Theo food reviewer Lisa chia sẻ, thì trứng mới đẻ của loài này ăn rất mê, nên Rico đã thó vài quả ăn thử. Trong lúc đang lựa quả nào tươi nhất, thì ở phía ngoài nổ ra những trận mưa dung nham, kèm theo đó là khí độc. Bối cảnh như thế buộc họ phải rút nhanh và chóng trước khi mọi sự trở nên tồi tệ hơn. Sau khi tìm được chỗ an toàn, Rico mới bỏ số trứng trôm được ra để chế biến bằng cách cho tất cả vào luộc. Mọi thứ đều ổn cho đến khi bóc vỏ, mấy con trong đó còn cựa. Trong lúc Nanachi còn đang phân vân thì Rex đã mạnh dạn thử trước. Chu choa tưởng không ngon mà dở không tưởng, đã thế còn ngọ nguậy ở trong miệng nữa. Nghe thôi thấy ghê. Với tư duy ẩm thực đỉnh cao của mình, Rico quyết định sẽ đổi hướng chế biến, cụ thể là chiên xù. Tuy vẻ ngoài vẫn hơi gớm nhưng hương vị thì nó cứ phải gọi là mới mê, khiến cho Nanachi không kiềm được mà nốc một cách mất hết liêm sỉ. Vị của món ăn này làm Rico nhớ đến những bữa ăn tại cô nhi viện, nên cô bé đã nhờ Nanachi viết một bức thư hình rồi gửi theo đường khinh khí cầu cho bạn bè trên bển. Tuy nhiên khí cầu chưa bay được lâu thì bức thư đã bị đám quái cắp mất. Ở tận giữa này gửi thư lên cũng nan thật, nên thôi, cả bọn về đánh một giấc cho khoái người. Họ không hề hay biết được rằng ở phía xa có cái gì đó đang dõi theo mình. Đến lúc tỉnh dậy, Nanachi phát hiện ra bức thư vừa mới gửi đã quay trở lại với những ký tự kỳ lạ bên trên. Rico cũng không thấy Brushka đâu cả. Dựa theo kỹ năng đánh hơi của Rex, cả bọn bắt tay ngay truy tìm tên chủ mưu. Trong lúc đang di chuyển, Meinja tìm thấy hai con quái nhỏ với lỗ đít bị khâu lại, thấy kỳ kỳ. Rex liền mở ra xem và lấy ra một đoạn lông. Sau khi rít rít ngửi ngửi, Rex nhận ra đây chính là tóc của Rico và lông đuôi của Nanachi. Liệu đây có phải nghi thức tà ma nào không? Bí ẩn này cần phải tìm ra kẻ bật mí. Đi thêm đoạn nữa, cả đám trẻ tìm được những dấu chân kỳ lạ. Lần theo những dấu vết đó, Rico cùng đám bạn đã tìm thấy một cổng vào có hình thù khá giống xác của sinh vật. Điều đáng chú ý hơn nữa là trên tường chỗ cổng đó có một ký tự vẽ y hệt như trong bức thư. Để giải đáp tất cả dấu hỏi chấm, cả bọn quyết định sẽ tiến đến xem sao. Khi đến trước cánh cổng, Nanachi nhận ra trường lực ở đây bị tiêu biến, khói của ngọn đuốc đuổi thú cũng bị hút vào. Nhưng những điều kỳ lạ đó mới chỉ là bước đầu cho những điều độc lạ ẩn sau cánh cổng. Bên trong lại là một ngôi làng với cư dân là những sinh vật biến dị. Đang lúc cả bọn còn ngạc nhiên thì có một gã biến dị đi ra. Hắn có thể sử dụng được tiếng người và tự giới thiệu mình là Majikaja, gọi tạm là Kaja. Thấy khứa này cũng thân thiện lại còn xài được ngoại ngữ, nên Rico mạnh dạn hỏi thăm xem hắn có biết tung tích của Brushka hay không. Ngẫm một lúc, Kaja bảo cả đội đi theo mình, có khi thứ đó đang ở chỗ tiệm kim hoàn cũng nên. Ở nơi đây không có lời nguyền, lại tồn tại các biến dị phi nhân tính, nhưng mà lại có tư duy kiểu như Kaja, quá nhiều thứ khó hiểu đang diễn ra. Vậy nên muốn vượt qua chỗ này, họ chỉ có nước tìm thêm thông tin của cư dân mà thôi. Sau một hồi căng hải, cả bọn cuối cùng cũng đã đến cửa tiệm. Bên trong có một biến dị đang đục đục đéo đéo Brushka. Rex tính lao đến ngăn lại nhưng Rico bảo cậu bình tõm. Cô bé cảm nhận được Brushka không hề khó chịu. Thấy cả bọn ngơ ngác, Kaja mới giải thích rằng những hòn đá như này cần phải được biến đổi thành một loại nhạc cụ thì mới phát huy hết khả năng của nó được. Thấy nghe cũng xuôi tai, nên cả bọn đồng ý tạm để bạn mình ở lại, rồi đi theo Kaja vào tham quan ngôi làng. Địa điểm đầu tiên là khu chợ. Theo lời của trang biến dị thì ở đây người ta trao đổi mọi thứ trên cơ sở giá trị. Mỗi cá thể đều có một giá trị cụ thể, cơ thể biến dị của họ sẽ phản ánh điều đó. Cư dân ở đây đa số là những mạo hiểm giả, từng nuôi tham vọng chinh phục Abyss, nhưng cuối cùng chẳng thể quay về, nên quyết định an cư tại đây. Họ hiến tế mạng sống của mình để được bảo hộ bởi chính tham vọng của mình. Rico khi đi qua một gian hàng đã bị cuốn hút bởi những món đồ thám hiểm cổ, trong đó còn có một trang trong lá thư của Lisa. Lập tức món đồ bị chủ tiệm giật lại vì nó rất có giá trị. Rico muốn nhờ Kaja trả giá hộ, cô có thể đổi bằng những món đồ mình có. Nhưng cái giá trị mà Kaja ra giả nãy giờ chính là cơ thể của Rico. Cô bé là trẻ con nhưng giá trị thu lại là cực kỳ cao, ngay cả Kaja cũng thèm khát có được, nên đã ngỏ ý ngã giá. Nhưng Rico say no, cô bé còn phải chinh phục Abyss nữa, hơi đâu mà đi đổi đồ chắc chắc như thế. Nếu đối tác không muốn thì Kaja cũng chẳng dám ép. Luật ở đây quy định kẻ nào cố tình cướp đoạt giá trị, cái giá phải trả sẽ rất cao. Cụ thể như thế nào thì ngay sau đó cả bọn đã được chứng kiến. Một cư dân đã bắt lấy Meinja, rồi tác động vật lý quá tay khiến pet của Rico bị tổn thương nặng, lòi tòi phòi cả chĩ ra. Tưởng như Meinja đã thăng thì Nanachi đã kịp đến, nhét phần chĩ lòi ra trở lại, thương pet của mình. Rico đã định mức giá cho Meinja là vô giá,
Điều đó vô tình kích hoạt cơ chế tính toán ở đây. Thủ phạm bị những bóng đen bắt giữ, rồi hắn bị tước đoạt đủ thứ trong người. Theo Kaja lý giải, thì những thứ nhớp đen kia là tính toán. Họ đang tiến hành bồi thường giá trị cho Rico thông qua những thứ thủ phạm có, kể cả cơ thể của hắn. Cho đến khi nào đồng giá thì thôi, giá trị đền bù sẽ được hoàn lại cho kẻ mất. Chính vì thế mà khi còn ở đây, Rico cùng bạn bè sẽ được bình yên, bởi chẳng ma nào trả được cái giá của họ cả. Nhờ có nguồn tiền kinh dị đó mà Rico cùng bạn bè đã tìm được chốn dừng chân. Vừa nhận phòng, cả bọn đã được thưởng thức đặc sản địa phương. Ngon thì có ngon, nhưng ngay sau đó Rico phải say hello với anh Tào. Trong lúc cô bạn làm thân với cái bồn cầu, thì Rex và Nanachi sẽ ra ngoài khám phá thêm. Vừa ra đến cửa khách sạn, họ bắt gặp dân làng đi đâu như chảy hội. Trong đám đông đó cũng có Kaja. Hỏi thăm anh ta thì mới hay rằng mọi người đang đi xem Faputa, một sinh vật được coi là hiện thân của giá trị, rất hiếm xuất hiện và luôn luôn nổi giận. Nghe xong, cả hai nghi ngờ sinh vật kia chính là tác giả của vụ việc trong hang. Nếu để Meinya và Rico ở lại sẽ nguy hiểm, nên Nanachi bảo Rex đi thám thính trước, còn mình về bảo vệ cho cô bạn. Sau khi Rex rời đi, Nanachi hỏi Kaja chỗ tìm nước. Dù rất muốn thấy Faputa, nhưng anh chàng cũng không muốn Rico giảm giá trị, nên đành chấp nhận dẫn bé thỏ đi. Trở lại với vị trí của Rex, sau khi vượt qua đám đông dân làng, cô cậu đã đối diện với Faputa. Cô gái còn được biết đến với cái tên nàng công chúa biến dị. Chưa kịp chào hỏi, cô ả đã lao đến đè lên Rex. Dường như giữa họ có quan hệ gì đó, nhưng trong tâm trí Rex chỉ tồn tại những đoạn ký ức đứt đoạn về công chúa. Do không muốn bị đám dân làng làm phiền, Faputa đã bắt Rex rồi rời đi cùng con robot. Một hồi sau đó, Faputa mới thả Rex ra tại một hang động nhỏ. Tuy có ấn tượng về cô nàng, nhưng Rex chẳng thể nhớ ra được gì hơn. Cô công chúa sau khi giả soát khắp người cậu máy, khẳng định chắc cú đây là khứa bạn Rex của mình rồi. Nhưng đời nào lạ thế, cái tên Rex là do Rico đặt. Nay qua ả công chúa nói như thể cái tên có sẵn vậy. Thấy chẳng tìm thêm được gì từ Faputa, nên cậu bạn đã quyết định rời đi, bỏ mặc nàng công chúa ở lại. Dù là thế nhưng tâm trí Rex vẫn cứ canh cánh, nhất là khi nghe những lời Faputa nói. Những gì đang xảy ra càng khiến cậu thêm tò mò về quá khứ của chính mình. Trong lúc tìm đường trở về, Rex bị một con rồng xà cừ tấn công, đẩy văng xuống vực thẳm. Trong lúc nguy nan ấy, con robot của Faputa đã kịp đưa tay ra đỡ. Thay vì đưa Rex về với công chúa, ông ta đưa cậu trở về làng. Trên đường đi, ông ta tiết lộ việc Faputa đã làm bùa để giúp cả bọn Rico tránh thú dữ ở trong hang, chính là hai con quái khâu trĩ đó. Ngoài ra, ông ta còn tự giới thiệu mình tên là Gaburun, một cỗ máy can thiệp với nhiệm vụ là quan sát, tiếp xúc và thu thập kiến thức. Kết cấu của Rex tương đồng với họ, nhưng họ không hề có tri thức gì về cậu. Ngoài ra, Rex còn có thể đi lại được các tầng, vậy nên nếu Rex tò mò về danh tính thì có thể tự mình đi tìm hiểu. Cùng thời gian với tình hình của Rex, Rico sau khi chạy thoát khỏi anh Tào đã ra ngoài tìm kiếm hai đứa bạn. Trên đường đi, Rico đã bị đám biến dị xấu để ý, chúng dụ cô bé vào một ngõ hẹp, rồi phối hợp cướp đi Meinya khỏi tay cô bé. Hên là trong lúc nguy cấp ấy, cư dân làm hại Meinya lúc trước đã đến giải cứu kịp thời. Ngay sau đó tính toán đã xuất hiện, nhờ thế mà tụi Rico đã thoát ra an toàn. Họa nạn mới biết mặt tri kỷ. Để kỷ niệm tình bạn mới, Rico đặt cho bạn mình cái tên Ma, phỏng theo tiếng nói của cô bé nữa. Sau đó cả hai ghé vào một quán ăn. Ở đây họ đã gặp một bà chủ hiểu tiếng người và Wazu Gian, một trong tam hiền giả sáng lập ra ngôi làng. Kết thúc bữa ăn, Rico đã nhờ bà chủ chỉ cho dăm con chữ, đồng thời hỏi xem có nơi nào tìm được hai đứa bạn hay không. Bà ta cũng rất nhiệt tình chỉ cho Rico một chỗ được gọi là hố sâu, một nơi kỳ bí khiến dân làng không dám bén mảng. Trong khi đang lần mò, Rico tìm thấy đám sinh vật tính toán và những tiếng nói khe khẽ của ai đó. Dựa theo hướng của nguồn phát, Rico đã phát hiện một con người thực sự. Cô ấy tự giới thiệu mình là Vere Ruko, gọi tắt là Vueko. Rico lại gần và hỏi thăm cô gái đó, xem có biết manh mối gì về bạn mình hay không. Tuy rất muốn giúp nhưng Vueko rất tiếc. Dù có cảm nhận được tín hiệu từ ai đó nhưng trong tình trạng bắt trói thế này thì cũng chịu. Ngay sau đó, Rico đã giúp Vueko thoát ra, rồi đưa cô trở lại bên trên. Dựa vào những gì cảm nhận được trước đó, Vueko đưa Rico và Ma đến trước nhà Belap, một trong tam hiền giả, rồi xin phép ở ngoài đợi. Bước vào bên trong, Rico chưa kịp mừng vì thấy Nanachi thì đã bị đập thẳng mặt một tin dữ. Bé thỏ đã bán mình cho Belap để đổi lấy báu vật của mình, Mitty. Trước đó, chính Kaja đã đưa Nanachi đến đây. Khi chứng kiến người bạn quý giá bị Belap hút lấy hút để, bé thỏ đã nổi lòng thương xót, dẫn đến màn đổi trác này. Mặc dù Mitty này chỉ là bản rep 1-1, trước đây Đấng Bình Minh và Mitty gốc từng ghé chỗ của Belap. Qua mùi hương của cô ấy, vị hiền giả đã chết mê chết mệt nên ngỏ ý muốn trao đổi giá trị, nhưng Đấng Bình Minh đã từ chối. Quá khao khát sở hữu Mitty, Belap đã tự trả giá để tạo ra một cá thể chuẩn đến linh hồn. Nếu muốn cứu Nanachi, chỉ còn cách thực hiện một màn trao đổi giá trị. Qua đôi mắt, Rico nhận ra đây chính là người đã giúp mình lúc hôn mê. Lại thêm thương Nanachi nên cô bé đã hỏi mức giá của bé thỏ. Belap cũng chẳng muốn trao đổi đâu, nhưng nếu là cơ thể của Rico thì ông sẽ đồng ý. Cái giá ấy thì chát quá. Rico cố mặc cả xuống. Nhân Black Friday, Belap đồng ý rút giá. Ông ta cho cô nhắc 3 offer: cặp mắt, đôi chân
một nửa nội tạng. Chốt chỗ nào ông lấy chỗ đấy. Toàn quyền Rico quyết định. Sau một hồi suy nghĩ, Rico suýt đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ. May mà có Kaza cản kịp, thấy cô nhóc cứ đà này sẽ bán mình mất. Nên Ma và Kaza vội đưa Rico đi ngay và chóng. Sau khi gặp lại Vueko, Rico cầu xin cô hãy tìm cách cứu Nanachi. Nhưng với Vueko thì chuyện đó là lực bất tòng tâm. Đang bế tắc thì từ đâu bắn đến một viên đạn giáo. Vueko nhận ra dân làng đang thực hiện triệu tập nên đổi hướng dẫn Rico đi xem. Theo lời Vueko chia sẻ thì giá trị trong làng thường không đổi. Vậy nên cư dân ở đây thường dẫn dụ quái vật vào rồi tiêu diệt nhằm thu giá trị. Bất chấp việc đó có nguy hiểm đến thế nào, con quái bất ngờ di chuyển. Rico nhận ra nó đang hướng đến khu chợ, mà lối đó lại dẫn đến chỗ Brushka. Rico vội bật tốc biến, đến ngay tiệm kim hoàn trước khi có biến. Ngay khi đến nơi, chủ tiệm đã trao lại cho Rico Brushka ở dạng còi trắng, rồi khuyên cả bọn mau chóng rời đi. Khi Rico đã ra ngoài, chủ tiệm đã hóa khổng lồ sẵn sàng solo với con quái. Kết quả chung cuộc là ông thất bại và bị con quái sơi tái thành món khai vị. Sau đó nó tiếp tục lao về phía chợ, nhưng lần này con quái đã bị chặn lại bởi một hiền giả mang thân hình khổng lồ, mang tên là Jurimo. Tuy nhiên càng đánh hiền giả càng thất thế, do điều kiện không gian khiến ông bị hạn chế kỹ năng của mình. Trong lúc đó, Rico gặp lại bà chủ quán. Bà ta huy động anh em xã đoàn lên đồ sửa con quái bảo vệ khu chợ. Đến hiền giả khổng lồ còn nhọc nhằn thì dăm ba bà con lít nhít này thì làm được cái gì. Sau một hồi quan sát con quái, Rico đang nghĩ ra kế sách đối phó nên bảo mọi người trở về chợ sẵn sàng chiến đấu. Cô bé đánh đổi một lọn tóc để nâng cao giá trị cho Kaza. Ngay khi con quái đến nơi, Rico vội thúc Kaza bỏ chạy để dẫn dụ nó theo mình. Sau một hồi truy đuổi với nhiều fan Fast and Furious, Rico đã dẫn nó đến màn sương để con quái tự khè mình. Tận dụng thời cơ đó, dân làng bắt đầu thực hiện kế hoạch tấn công, bắt nhốt rồi phá hoại phần lõi của nó. Tưởng như chuyến săn đã thành thì bất ngờ con quái thức tỉnh, bắt lấy những dân làng xung quanh, trong đó có cả Ma khi cố bảo vệ Rico. Brushka xuất hồn khỏi đá, bảo Rico nên sử dụng mình. Tiếng còi trắng vang lên, kéo theo một hiện tượng lạ, giải cứu mọi người trong chớp mắt. Nhân vật xuất hiện chính là Rex với dạng bạch chiến. Theo lệnh của chiếc còi, Rex lao đến giải quyết con quái. Nhưng khi lại gần, cu cậu nhận ra con quái chỉ còn là đống vỏ. Cùng lúc đó, Wazukiyan xuất hiện và giải thích về bản chất của con quái này. Thấy gã này cũng am hiểu ta phết, nên Rico muốn hỏi về cách chuộc Nanachi. Ngẫm nghĩ một chút, Wazukiyan cho rằng chỉ có bộ phận của Pháp Puta mới khiến Belap chấp nhận mà thôi. Ngay khi về nhà trọ, Rex được thuật lại toàn bộ chuyện của mình, nên mạnh dạn ứng cử đi xử lý với Pháp Puta. Vừa ra khỏi làng, khứa máy đã gặp ngay nàng công chúa. Rex đã trình bày từ A đến Z với Pháp Puta và được cô nàng chấp thuận, nhưng với một điều kiện, Rex phải giúp mình hoàn thành mong muốn. Tuy nhiên khứa máy đã không còn ký ức, nên muốn công chúa nhắc lại cho mình biết, nếu trong khả năng của mình, Rex sẽ cố hết sức phụ trợ. Chỉ cần nghe được điều đó, Pháp Puta đã giật một bên tai của mình ra, rồi trao lại cho Rex. Trong lúc ấy, Vueko bắt đầu kể lại câu chuyện của chính cô và nguồn gốc của ngôi làng này. Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Điều gì khiến Pháp Puta hận ngôi làng này đến vậy? Tất cả sẽ có trong Made in Abyss Season 2 phần 2. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.